xin kính chào quý khán thính giả, xin mời quý vị đến với bản tin truyền hình tối thứ hai ngày 31 tháng 10. Kính thưa quý vị, lũ lụt tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long tính đến nay đã gây tử vong cho ít nhất là 58 người, thiệt hại vật chất ước tính trên 71 triệu đô la. Trên 900 km đường lộ hư hại, hơn 800 cầu, gần 1.600 km đề điều và hệ thống thủy lợi bị phá vỡ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang gánh chịu nhiều thiệt hại nhất với trên 5.000 căn nhà, hàng trăm hecta ruộng vườn và ao cá bị ngập nước, hàng trăm km đê sụp đổ. Tại hai tỉnh Đồng Tháp và Long Xuyên, mức nước rút xuống thấp vài cm mỗi ngày nhưng vẫn còn cao ở mức báo động cấp 3 trong những ngày tới. Thưa quý vị, Petro Việt Nam bỏ thầu 1 tỷ 500 triệu đô la để mua lại phần hồn của công ty Mỹ Conoco Phillips trong dự án khai thác dầu tại Biển Đông. Tin Reuters hôm nay dẫn lời một viên chức cao cấp của Tổng Công ty Dầu khí Quốc gia này cho biết như vừa đeo, công ty này hồn trên 23% vốn trong dự án khai thác 4 mỏ dầu và dầu khí tại lô 15-1. Petro Việt Nam góp 50% vốn, hai công ty Nam Hàn có trên 23% và công ty Monaco Chiu Petro góp 3,5% vốn đầu tư. Việc mua lại phần hồn của Conoco Philip đã được nói tới từ tháng 7. Công ty này dự tính sẽ nhượng lại một phần có thể do nhu cầu tái cấu trúc công ty. Tình quốc tế cho rằng Hà Nội muốn nêu cao chủ quyền tại Biển Đông qua thương vụ này. Thưa quý vị, Trung Quốc hôm nay lên tiếng cảnh báo các công ty ngoại quốc không được can dự vào việc khai thác tài nguyên thiên nhiên trong khu vực biển đang có tranh chấp. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi họp báo tại Bắc Kinh khẳng định Hoa Lộc có chủ quyền hoàn toàn tại khu vực Trường Sa và phụ cận. Trung Quốc không nêu rõ tên công ty nào hay nước nào, nhưng đã cảnh báo ngay sau khi công ty ExxonMobil của Hoa Kỳ cho biết phát hiện được khí hydrocarbon ở ngoài khơi Đà Nẵng. Công ty ExxonMobil được Việt Nam cấp phép thăm dò khai thác tại lô 117, 118, 119 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Bắc Kinh tự ý vẽ đường lưỡi bò trên bản đồ bao trùm 80% Biển Đông, coi lãnh hải đó như thuộc chủ quyền đương nhiên của Trung Quốc, Tuần trước, tờ Hoàn Cầu Thời báo của Bắc Kinh cảnh báo các nước có tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông rằng hãy chuẩn bị tinh thần nghe Đại Bác nổ. Thưa quý vị, Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi các quốc gia châu Á hợp tác với nhau chặt chẽ, hầu thuyết phục Trung Quốc tuân thủ những luật pháp quốc tế trên biển thay vì sử dụng biện pháp quân sự. Thủ tướng Yoshiko Noda tuyên bố như vậy trong một cuộc họp báo mới đây dành cho tờ báo Financial Times. Ông cũng không quên nhắc nhở Trung Quốc hãy hành xử như một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Mới lên cầm quyền tại xứ Vũ Thang 2 tháng vừa qua, Thủ tướng Noda từng bày tỏ quan ngại về chủ trương tăng cường quốc phòng với những chi phí khổng lồ của Bắc Kinh. Trong năm 2011, Trung Quốc tăng trên 12% chi phí quốc phòng, tương đương với 91 tỷ 700 triệu đô la. Và thưa quý vị, các khu công nghiệp Thái Lan bị ngưng xuất khẩu vì nước lụt có thể hoạt động trở lại trong vòng 3 tháng nữa. Thủ tướng Dinh Lắc cho biết bà đã cam kết với các nhà đầu tư Nhật Bản bảo đảm sẽ có những biện pháp ngăn ngừa tình trạng như vừa qua vào mùa mưa hàng năm. Cụ thể, chính quyền Thái Lan sẽ phải đầu tư cho một kế hoạch phòng chống lụt lội về lâu dài. Trận lụt tiếp diễn 5 tháng nay tại Thái Lan đã khiến gần 400 người thiệt mạng. Tăng trưởng kinh tế của đất nước Thái Lan bị sút giảm đáng kể. Và thưa quý vị, đến đây chân như xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào bản tin lần tới.